stage for the guys all around the world. Xin chào các bạn, tôi tên là George. Tên George Frank N. Tự hào là một thành viên của Brawan. Tôi là chủ tịch cấp cao 3 sao. Tôi cũng làm việc rất thân với chủ tịch 3 sao ở các thành phố khác. Như ngài chủ tịch Bramdale, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ to lớn khắp thế giới. Bây giờ chúng tôi xây dựng rất mạnh mẽ ở Nam Mỹ, Ấn Độ, Châu Phi và khắp nơi. Và đó thực sự là một niềm vui và vinh dự được ở sự kiện trực tuyến đầu tiên của Brawan với các bạn. Xin chào mọi người, đây là Magnus Larsen, vừa đến từ Thụy Điển, chủ tịch cấp cao của Brawan. Tôi đã ở ngành công nghiệp này 20 năm rồi, và đây là quan niệm tốt nhất mà tôi từng thấy đến đây. Tôi tham gia Brawan 8 tháng trước, và đó là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Vậy nên, nếu bạn tham gia với tư cách khách mời ngày hôm nay, thì xin chúc mừng bạn. Có ai đó đã suy nghĩ cho bạn đấy, còn nếu như bạn là thành viên, thì chúc mừng. Bạn đã có một lựa chọn thông minh. Giờ đây, tôi muốn thấy tất cả các bạn ở đỉnh cao. Tạm biệt. Xin chào các bạn của tôi. Chào mừng đến với buổi phát sóng trực tiếp này. Tôi rất vui khi thấy các bạn đến đây từ khắp thế giới. Tên tôi là Ramdale, đến từ Amsterdam. Tôi là một chủ tịch cấp cao 3 sao và tôi làm việc cùng với ông George và từ Tây Ban Nha. Chúng tôi làm việc trên toàn cầu. Các bạn à, đây là chương trình đơn giản nhất đấy. Tôi có thể cho các bạn một mẹo vàng đây. Hãy học kỹ chế độ đền bù, chế độ thưởng và tập trung vào nỗi sợ mất mát điểm thưởng. Đừng chỉ khiến họ tham gia mà thôi. Hãy đưa họ vào doanh nghiệp và tạo các bản sao của họ. Và trước khi bạn nhận ra thì bạn đã trở thành quản lý, nhà sản xuất, chủ tịch. Và trước khi bạn thấy, bạn đã thành chủ tịch cấp cao 3 sao. Yêu các bạn, hãy thành chủ tịch, không thì thôi nhé. Xin chào mọi người, tôi tên là Bino Set, đến từ Thụy Điển. Tôi là chủ tịch cấp cao 3 sao ở Brawan. Tôi làm việc ở Brawan được 1 năm rồi. Và đây là thời gian tuyệt vời nhất trong đời của tôi. Mỗi ngày, tôi tràn đầy đam mê, năng lượng và có cơ hội tốt nhất để giúp đỡ mọi người trên thế giới. Tôi có một lời khuyên cho bạn. Đừng dừng lại khi bạn mệt mỏi, mà hãy dừng lại khi bạn xong việc. Brawan, không có gì là không thể. Xin chào các bạn, xin chào nha. Tôi là Siubi Ellen Pelin ở Tuốt Nam Phi lần đó. Tôi tự hào là thành viên của Brawan. Tôi là chủ tịch cấp cao 2 sao đây. Tôi bắt đầu ở Brawan 10 tháng trước, và tôi không nghi ngờ gì. Đó là lựa chọn tuyệt thay đổi cuộc đời tuyệt vời nhất mà tôi đã chứng kiến. Tôi đã thành công trong việc dừng lại việc tồn tại. Giờ đây tôi đang sống giấc mơ điên rồ nhất của mình. Từ tranh cãi với sếp, tôi giờ đã đổi địa chỉ nhà rồi. Từ di chuyển bằng 10 ngón chân, giờ đây là 4 bánh. Và bây giờ làm phúc cho cộng đồng của tôi, đặc biệt là khoảng thời gian cách ly này đó. Bây giờ tôi không còn nợ nần gì nữa. Bạn cũng có thể sống cuộc sống mà bạn luôn mong muốn. Brawan, cống hiến tuyệt đối và làm việc một cách thông minh chính là đáp án. Không gì là không thể cả. Có đúng không nào? Chào các bạn, là Bigen đây, chủ tịch cấp cao 2 sao. Tôi muốn cho các bạn vài lời khuyên để trở thành chủ tịch nhanh chóng thôi. Thứ nhất, hãy tự hào về việc kinh doanh của bạn. Bạn có cơ hội nghề nghiệp tốt nhất thế giới. Vậy nên hãy dừng việc gian xin người khác tham gia đi. Tất cả là về thái độ. Bạn cho họ cơ hội, đừng thuyết phục họ. Chúng ta ở ngành hệ thống thông tin mà. Rồi bạn hỏi họ xem có thú vị hay không. Có hoặc không, tất nhiên là nó thú vị rồi. Tạo ra tiền trong khi bạn đang ngủ. Thu nhập thụ động, đó là tên của trò chơi. Thứ hai, bạn nên luôn cố gắng sản xuất hơn nhóm của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn làm việc cực kỳ cực lực với những người xứng đáng, với thời gian và sự tận tâm của bạn, bởi vì bạn có những mục tiêu to lớn mà, phải không? Thứ ba, bạn cần phải trở thành cỗ máy quản lý một sao. Lý do tôi nói quản lý một sao là vì khi là quản lý một sao, bạn đã kiếm được khoản tiền khá tốt rồi. Bạn có một đội ngũ, bạn đã trải qua những việc đó, bạn có thể giúp người khác làm điều tương tự. Và rồi tạo bản sao, cứ lặp đi lặp lại việc đó, lặp lại và lặp lại. Và bạn sẽ trở thành chủ tịch, chỉ vậy thôi, thật tuyệt vời. Bạn chỉ cần bắt đầu với vị trí quản lý một sao thôi. Giúp người khác chính là giúp bản thân mình. Hẹn gặp lại ở đỉnh cao nhé, Chúa phù hộ bạn.